Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, ngày 28 tháng 7, NATO đã tiến hành thảo luận về tình hình nghiêm trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra gần đây ở nước này. Cuộc họp được tiến hành theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về tình hình bạo lực gia tăng tại nước này khi Ankara tiến hành không kích nhằm vào lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và các tay súng thuộc Đảng Công nhân Người Quốc PKK. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bày tỏ chia buồn sâu sắc tới chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom liều chết của IS ngày 20 tháng 7 tại thị trấn biên giới Suruk khiến 32 người thiệt mạng và các vụ tấn công khác nhằm vào lực lượng cảnh sát và quân đội nước này. Người đứng đầu NATO tuyên bố, chủ nghĩa khủng bố xuất hiện dưới bất kỳ hình thức và biểu hiện nào sẽ đều không được dung thứ, đồng thời kêu gọi các nước thành viên đoàn kết và sát cánh cùng Thổ Nhĩ Kỳ. NATO hiện đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến và có lập trường thống nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố.